Trong phần thứ nhất của phần học về từ ngữ của chương 5, chúng ta đã nói về giờ, là chúng ta cũng đã nói về les activités quotidiennes. Và bây giờ trong phần này chúng ta nói về les tâches ménagères, các công việc nội trợ. Task là một công việc chúng ta phải làm. Công việc nội trợ thì có rất là nhiều. Trước hết chúng ta có một cái danh từ chung chung, bricoler. Đây là một cái động từ nói cho chúng ta biết là một người làm việc nhà, sửa chữa, rồi lắp ráp tất cả những cái gì mà dính dáng tới các cái công việc về kỹ thuật, nhưng mà làm cho gia đình mình chứ không phải làm cho người khác để hưởng lương, để hưởng tiền, bricoler. Và danh từ là le bricolage. Động từ thứ hai là faire les courses. Faire les courses là đi chợ để mua tất cả những thứ gì cần thiết cho một ngày sống, và đặc biệt là một thức ăn. Faire la cuisine, còn có thể dùng động từ cuisiner, có nghĩa là làm bếp. Faire la lessive là giặt giũ, tức là tất cả những gì bằng vải vóc chúng ta đều mang ra chúng ta giặt thì gọi là faire la lessive. Và quần áo, các cái khăn trải bàn, khăn trải giường, các cái rèm cửa, tất cả những gì mà chúng ta có thể giặt được thì chúng ta dùng một cái động từ tổng quát là faire la lessive. Faire le ménage là làm việc nội trợ. Làm việc nội trợ là làm tất cả những công việc gì trong nhà mình cần làm để cho nó gọn gàng và cho nó sạch sẽ lại, gọi là faire le ménage. Kế tiếp là faire la vaisselle là rửa chén. La vaisselle là tất cả những cái dụng cụ gì chúng ta dùng để chuẩn bị một bữa ăn, từ những thứ ở trên bàn như là bát, đũa, dĩa, ly, tách, đĩa, dao, muỗng, cho tới những thứ ở ngoài bếp như là rổ, rá, thớt, rồi các cái con dao lớn, tất cả những gì mà chúng ta dùng để chuẩn bị một bữa ăn thì chúng ta gọi là la vaisselle. Và bây giờ rửa tất cả những dụng cụ đó chúng ta dùng động từ faire la vaisselle. Ở đây các cái động từ mà có đi với động từ faire chúng ta thấy người ta xếp theo thứ tự alphabet, do đó nó không có thứ tự lắm. Les courses, rồi cuisiner là C, rồi tới vần E là faire la lessive, và rồi lại tới phần em là faire le ménage. Faire le ménage là làm nội trợ, tức là làm tất cả những cái chuyện này. Rồi kế tiếp là faire la vaisselle là rửa chén. Như vậy chúng ta xếp theo alphabet. Và trong này có cái động từ tổng quát là faire le ménage. Tất cả những việc mà chúng ta làm ở trong cái danh sách này gọi là làm việc nội trợ. Faire le ménage. Kế tiếp, jardiner là làm vườn. Danh từ là le jardinage. Ở trong này chúng ta thấy có chữ jardin, jardin là một khu vườn, jardiner là làm vườn, và danh từ là le jardinage. Laver le linge thì cũng giống như là faire la lessive, tức là giặt giũ tất cả những gì bằng vải vóc thì chúng ta rửa, chúng ta giặt cho nó sạch, gọi là laver la le linge. Còn có thể dùng động từ khác là s'occuper du linge. S'occuper là phụ trách, luôn luôn đi với giới từ đờ, s'occuper du linge, phụ trách việc giặt giũ. Passer l'aspirateur. L'aspirateur là một cái máy móc gia dụng dùng để hút các cái chất dơ ở trên nền nhà, bụi, rác. Và cái máy này nó chỉ hút vào, do đó người ta dùng cái động từ aspirer. Aspirer như trong cơ thể con người mình là hít không khí vào, là một trong hai cái thì của động từ thở. Aspirer là hít vào. Cái máy này nó chỉ có một chức năng là hít vào, nó hít tất cả những gì dơ ở dưới sàn nhà thì nó hít vào, gọi là l'aspirateur, là máy hút bụi. Và chúng ta đưa cái máy này đi ở trên sàn nhà để cho nó hút bụi thì chúng ta dùng động từ passer, passer l'aspirateur. Và động từ cuối cùng ở trong các cái công việc nội trợ hàng ngày là repasser. Repasser là ủi quần áo vải vóc, có địa phương thì gọi là quần áo vải vóc, và danh từ là le repassage. Và chúng ta coi lại các cái động từ mà chúng ta nói lên là để làm các công việc nội trợ ở trong trong gia đình mình. Bricoler, làm việc lặt vặt sửa chữa. Faire les courses, đi chợ mua những thứ cần thiết cho một ngày sống, đặc biệt là một thức ăn. Faire la cuisine, nấu bếp. Faire la lessive, giặt giũ. Faire le ménage, làm việc nội trợ. Faire la vaisselle, rửa chén bát. Jardiner, làm vườn. Laver le linge, cũng là giặt giũ. S'occuper du linge, cũng là giặt giũ, phụ trách việc giặt giũ. Passer l'aspirateur,
đẩy cái máy hút bụi đi các cái phần ở trong nhà để cho nó hút bụi, và repasser là ủi quần áo. Le temps libre là thời gian rảnh rỗi, và chúng ta đã nhắc ở đầu bài ký tự M khi đứng trước ký tự P thì giá trị phát âm nó là N. Le temps libre, libre là tự do, le temps libre là thời gian rảnh rỗi. Khi thời gian rảnh rỗi thì chúng ta có thể làm một số các cái công việc sau đây. Thứ nhất là động từ aller sur internet, đi lên mạng, hoặc là surfer sur internet, surfer là đi lướt sóng, lướt net. The surf là một danh từ tiếng Anh có nghĩa là lướt sóng, và biến thành động từ ở tiếng Pháp thì chúng ta thêm er để cho nó trở thành động từ nhóm 1. Surfer sur internet là lướt net, gốc của nó là lướt sóng. Se détendre là thư giãn, giải trí. Écouter de la musique, nghe nhạc. Faire de la musique cũng là để nghe nhạc, chơi nhạc. Faire du sport, chơi thể thao. Ở trên này là nghe nhạc, ở đây là chơi nhạc. Faire du sport là chơi các môn thể thao. Lire, đọc sách. La lecture là danh từ của động từ lire, việc đọc sách. Se promener là đi dạo, hoặc là faire une promenade, thực hiện một chuyến đi dạo. Regarder la télévision, xem TV. Như vậy chúng ta đã coi một số các cái động từ mà chúng ta dùng để giải trí trong thời gian rảnh rỗi, lên mạng, lên internet, aller sur internet hoặc là surfer sur internet, thư giãn, se détendre, nghe nhạc hay là chơi nhạc, écouter de la musique, faire de la musique, chơi thể thao, faire du sport, đọc sách, lire hoặc là la lecture, đi dạo, se promener hoặc là faire une promenade, và coi TV, regarder la télévision. Và sau đây là một vài con số thống kê nói về các thú vui tiêu khiển được người Pháp ưa chuộng, les loisirs préférés des Français. Và tài liệu này được trích có nguồn là Opinion Way. Người ta đã thực hiện cái cuộc khảo sát này dành cho Sofinscope và được thực hiện vào tháng 8 năm 2014, août 2014. Người ta đã đưa ra các con số như sau. Khi rảnh rang và người ta muốn tiêu khiển thì 74% người Pháp dùng máy vi tính, l'ordinateur, và dùng internet, và dùng mạng internet. Con số 74% chúng ta viết như sau. 74 là 74. Và con số phần trăm chúng ta đọc là pourcent. Như vậy, 74% người Pháp khi rảnh rang thì lên mạng internet, dùng máy vi tính, l'ordinateur. 60% thì coi TV, 60%. Bốn mươi chín phần trăm thì đi gặp gỡ bạn bè. Động từ voir đây là đi gặp, nghĩa đầu tiên là nhìn thấy, ở đây là đi gặp. 49% là đi gặp bạn bè. 41% người Pháp thì có những thú chơi vui chơi giải trí có tính văn hóa, les loisirs culturels, 41%, và chúng ta viết như sau. 41%. Và khi nói về con số lẻ có đơn vị 1 thì chúng ta dùng e, caron là 40, e a caron, và đọc nối caron te a, 41% pourcent. Còn lại là 38% thì giải trí bằng âm nhạc, 38%. Và chơi thể thao thì chỉ có 30%, 30%. Và đến đây chúng ta ôn lại cách đọc các con số. Và trước hết chúng ta coi phần trăm thì đọc là pourcent. Số 74 là 74%. Chúng ta có một cái gạch nối giữa 60 và 14. 74% là 60 cộng với 14. Chúng ta có cái gạch nối, đây là nối bắt buộc.
Với con số 41 thì chúng ta không có dùng gạch nối mà chúng ta phải dùng chữ E để nối. E tức là và 41, rồi 38, 38, và chúng ta phải đọc nối, vừa có gạch nối vừa đọc nối, 38%, và 30% là 30%.